Trước ngày Serie A khởi tranh, Paulo Dybala chia sẻ với báo chí: "Tôi cũng đã nhận được một số lời đề nghị từ Ả Rập nhưng tôi đã từ chối tất cả vì mọi thứ đang tốt đẹp ở đây. Thịnh tình của người hâm mộ Roma là độc nhất. Trong những ngày nghỉ, tôi trò chuyện với Mourinho và cả hai chúng tôi đều muốn dâng hiến thêm điều gì đó cho câu lạc bộ này. Chúng tôi đã tiến gần đến việc đạt được một mục tiêu quan trọng mùa trước nhưng rốt cuộc, vương lại trong tâm hồn là một hương vị buồn vui lẫn lộn. Tôi cảm thấy rất thoải mái từ mọi quan điểm. Hơn nữa, vào cuối mùa giải, chúng tôi có một giải đấu quốc tế rất quan trọng với đội tuyển quốc gia. Thể hiện tốt ở câu lạc bộ sẽ giúp tôi có mặt để giành được chiếc cúp mà tôi vẫn chưa đạt được với Argentina. Thất bại ở Budapest rất đáng buồn. Tôi đã xoay sở để được góp mặt ở trận chung kết chỉ vài ngày sau khi bị chấn thương. Tôi đã thi đấu, giúp đội bóng một tay và tiếc rằng như thế là không đủ. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với danh hiệu, nhưng Sevilla cũng có một con đường rất khó khăn để lọt vào trận chung kết. Loạt luân lưu đã ấn định chiến thắng cho Sevilla và chúng ta phải chúc mừng họ. Đối với chúng tôi, đó là một đêm đau đớn. Về những lời khen của Mourinho dành cho tôi, bất cứ khi nào được nghe ông ấy nói về tôi bằng những lời khen ngợi, tôi hiểu rằng đây là những lời đến từ một huấn luyện viên đã làm việc với những nhà vô địch vĩ đại và được nhận những lời ấy cũng mang đến cho tôi niềm vui vô bờ. Đáp lại, tôi luôn nói rằng tập thể Roma khiến tôi cảm thấy tích cực và mọi người cho phép tôi cố gắng hết sức. Tôi biết ơn Mourinho, ban huấn luyện và các đồng đội của tôi. Tôi có rất nhiều niềm tin vào bản thân, tin vào khả năng đóng góp của mình. Nếu đồng đội dựa vào tôi xem đó là một trách nhiệm tuyệt vời mà mình được trao. Đôi khi có vẻ như chúng tôi không có một chiến thuật hào nhoáng, nhưng nó luôn rất hiệu quả và điều này mang lại thành tích cá nhân cho cầu thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện trong tất cả các giải đấu. Chúng tôi muốn tặng một chiếc cúp cho người hâm mộ của mình, những người xứng đáng với món quà đó hơn bất kỳ ai khác. Với quân tiếp viện đã đến và những người có thể đến, chúng tôi có một đội hình rất tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng trở nên đáng gờm hơn, có chiều sâu hơn, tự tạo ra nhiều cơ hội hơn. Về mối quan hệ với Morata ư? Chúng tôi là bạn rất thân, anh ấy gần như là một người trong gia đình, tôi gắn bó với anh ấy lâu rồi. Rõ ràng đó không phải là một lựa chọn khả thi, nhưng tôi rất muốn có anh ấy ở Roma. Còn về việc Paredes chuyển đến Roma, khi tôi biết anh ấy có thể đến, tôi đã gọi cho anh ấy mỗi ngày, hỏi anh ấy tin tức và liệu tôi có thể giúp bằng bất kỳ cách nào không. Tôi đã rất hạnh phúc, tôi biết anh ấy rất thích thành phố này và câu lạc bộ Roma. Paredes sẽ giúp đội bóng nâng cao chất lượng. Niềm đam mê và cảm giác thân thuộc với người hâm mộ Roma rất giống với môi trường bóng đá ở Argentina. Ở châu Âu, đối với chúng tôi, những người đến từ Nam Mỹ, mọi thứ có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng ở Roma thì khác. Mọi người khiến bạn cảm thấy sự nồng ấm ngay từ ngày đầu tiên. Nhiều người đặt câu lạc bộ lên hàng đầu trong cuộc sống của họ, ngay cả trước gia đình họ. Họ chứng minh tinh thần đó trong mọi trận đấu, năm ngoái tại Olympico luôn đầy ắp khán giả. Thật tuyệt khi được chiến đấu cùng người hâm mộ. Khi tôi đến với tư cách là một đối thủ, tôi đã nhìn thấy cách Romanisti yêu đội bóng của họ mãnh liệt ra sao, nhưng bây giờ chính tôi là người được nhận tình yêu đó. Totti ư? Tôi đã gặp anh ấy tại trận đấu từ thiện của Eto ở Milan. Chúng tôi không nói chuyện nhiều bởi vì có máy quay phim khắp nơi, nhưng tôi rất biết ơn Francesco vì những lời anh ấy đã dành cho tôi. Ở Roma này, Totti được coi là một vị thần, một huyền thoại trong lòng người hâm mộ và anh ấy có tất cả sự ngưỡng mộ từ tôi. Cảm ơn anh Dybala.